Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Minh Hòa General. Thì hôm nay trong chuyến hành trình này mình sẽ đi tham quan cảnh đẹp ở chùa Diệu Pháp nha các bạn. Ok, mời các bạn hãy cùng đi tham quan trong chuyến hành trình này của mình nhé. Thank you.
Mình xin kết thúc video này tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha các bạn. Ok, chào tạm biệt.